Ok, hello mọi người, chào mừng anh chị đã quay trở lại với video cùng em An. Thì trong cái video ngày hôm nay, em An sẽ chia sẻ với anh chị một cổ phiếu để anh chị mình có thể là tham gia bắt đáy ở trong phiên ngày hôm nay, dành cho những anh chị nào mà chưa có hàng và đặc biệt là những anh chị mà có vốn lớn một chút đó, thì anh chị mình có thể tham khảo những cổ phiếu ở trong nhóm ngân hàng, cụ thể là cổ phiếu TP Bank anh chị nhé. Cụ thể là cổ phiếu TP Bank thì chúng ta sẽ tham gia ở trong phiên ngày hôm nay. Với TP Bank thì anh chị lưu ý giúp em một chút. Hiện tại này, TP Bank nó cũng đang về gần tới những vùng cân bằng ở trong khung tuần này. Đó, quanh vùng 16 này đến vùng 16.5 thì đây chúng ta có thể coi là một cái vùng cân bằng ở trong khung tuần của TP Bank. Đó, một cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh của TP Bank anh chị nhá. Đấy là trong khung tuần. Còn ngoài ra khung daily thì anh chị lưu ý giúp em thêm một điều nữa là chúng ta đang có một tín hiệu là phân kỳ đảo chiều trong khung daily. Đó, một cái tín hiệu khá là tích cực, hỗ trợ mạnh ở trong khung chung dài hạn và có tín hiệu đảo chiều ở trong khung ngắn hơn là khung daily. Đó, cho nên là với cổ phiếu TP Bank thì anh chị mình hoàn toàn có thể là tham gia trong phiên ngày hôm nay được. Đây anh chị có thể thấy này, tín hiệu phân kỳ này, phân kỳ RSI này. Đó, phân kỳ RSI này. Rồi thêm phân kỳ Money Flow Index này. Đúng không ạ? Đó. Thì anh chị mình có thể là cân nhắc với cổ phiếu TP Bank này. Nó đang có tín hiệu anh chị nhé. Đang có tín hiệu để anh chị mình có thể là tham gia bắt đáy và bắt theo chiến lược là đảo chiều phân kỳ ở trong khung daily. Kèm theo một cái hỗ trợ rất là mạnh theo Ichi ở trong khung tuần. Đó. Thì với TP Bank thì anh chị mình có thể là tham gia quanh vùng 16 đến 16.5 luôn. Anh chị nhá, quanh vùng đến 16 đến 16.5. Hiện tại chúng ta cũng đang có giá mua ở đây. Đó, và target của chúng ta thì target đầu tiên chúng ta sẽ kỳ vọng quanh vùng 18 là một cái vùng kháng cự ở trong khung daily khá là mạnh. Anh chị nhá. Khá là mạnh. Ngoài ra này, cái target theo tín hiệu phân kỳ nó cũng đâu đó về quanh 18 luôn. Đấy, cho nên là trước mắt cái nhịp này thì chúng ta sẽ đánh về vùng 18 anh chị nhá. 16 đến 16.5 mà về quanh 18 thì đâu đó chúng ta cũng được khoảng tầm quanh khoảng tầm 10%, đúng không ạ? Với một cái nhịp hồi, một kỳ vọng một cái nhịp hồi của VN-Index và quanh vùng 1170 cộng trừ. Đó thì đâu đó là khoảng tầm hơn 60 điểm đến 70 điểm, đúng không ạ? Thì những cổ phiếu chúng ta cũng có thể kỳ vọng đâu đó khoảng tầm 10-15% quanh khoảng đấy. Nhưng mà với nhóm ngân hàng thì nó thường là nó sẽ đi chậm hơn một chút anh chị nhá, đi chậm hơn một chút, nhưng đổi lại nó sẽ có cái thanh khoản cho anh chị, những anh chị mà vốn lớn một chút để chúng ta tham gia, đúng không? Đó thì đấy là cái target của TP Bank. Còn trường hợp xấu nếu như mà TP Bank bị không đi theo cái tín hiệu mà chúng ta kỳ vọng thì trường hợp mất quanh vùng 15.8 đó, phá đáy này, mất quanh vùng 15.8, đóng nến anh chị nhá. Anh chị lưu ý giúp em là đóng nến mất vùng 15.8 thì anh chị mình có thể là cân nhắc cắt lỗ xử lý anh chị nhá. Tuy nhiên thì với một cái tín hiệu mà xác nhận phân kỳ rồi ý, thì em nghĩ là cái xác suất của chúng ta nó khá là cao đấy, xác suất đúng nó khá là cao anh chị nhá, đâu đó khoảng tầm 70% đấy, đúng không? Ngoài ra lại có thêm cái hỗ trợ trong khung tuần nữa, cho nên em nghĩ là đây là một cổ phiếu mà rất là đáng để chị mình có thể tham gia bắt đáy anh chị nhá. Ok, thì đấy là cổ phiếu mà em An chia sẻ cho anh chị ở trong ngày hôm nay, một cái cơ hội đầu tư. Thì nếu như anh chị mình theo dõi được video thì mọi người hãy dành ra khoảng tầm 5 giây ủng hộ cho em An xin một lượt like cũng như là những cái quả tim màu tím ở bên dưới phần bình luận anh chị nhé. Đặc biệt là anh chị mình nếu như mà chưa có ai đồng hành thì anh chị hãy liên hệ với em An để em An được hỗ trợ và được đồng hành cùng anh chị trong cái quá trình đầu tư của mọi người. Anh chị mình chỉ cần có một tài khoản ở VPS với ID Q341 và có phát sinh giao dịch thì em An sẽ đồng hành cùng anh chị. Đó anh chị nhé, thì em An sẽ hỗ trợ anh chị trong quá trình đầu tư của mọi người. Ngoài ra thì nếu như anh chị mà không tiện mở tài khoản hoặc là chuyển ID ở bên VPS thì anh chị mình có thể là tham gia với hình thức đóng phí với một cái mức phí nó rất là nhẹ nhàng thôi anh chị nhé, rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà với những cái chiến lược quản trị rủi ro cũng như là những cái chiến lược đầu tư thì em nghĩ là nó sẽ là một cái room mà mang lại rất là nhiều cái giá trị cho mọi người, cho anh chị nhé. Ok, và một điều nữa, nếu như anh chị mình đầu tư TP Bank mà có lãi thì có thể là nhớ đến em An, mời em An một ly cà phê anh chị nhé. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các cái video tiếp theo. Ok, bye bye cả nhà.